standing on by yourself. Those shoes are made for dancing with someone else. Why don't we move on? Ngày 5 tháng 9 sau khi dự lễ khai giảng xong thì mình có nán lại giảng đường 1 cùng với lại câu lạc bộ của mình. Công việc hôm nay thì cũng khá là nhẹ nhàng, tụi mình sẽ thổi những trái bóng này lên để làm đậu cụ qua MV. Tụi mình sẽ hát và diễn trên nền nhạc đón ánh mặt trời. Trong MV sẽ có một cảnh cần dùng bánh cho nên tụi mình đang vẽ logo của mảng hát lên nè. Cái đó là đầu năm mà tụi mấy người rất là may mắn khi mình mở. Tụi mấy người có thể đang thật may mắn nha tụi em nha. Chỗ này có một năm mặt thật tốt nha. Dạ, cảm ơn chị. Sau đó thì mình có một buổi hẹn đi ăn cùng nhóm bạn thân cấp 2 của mình tại Hai Di Lao. Từ lúc lên cấp 3 tới giờ thì đây mới chỉ là buổi hẹn thứ hai của tụi mình mà thôi. Lâu ngày gặp lại thì tụi mình có rất là nhiều chuyện để nói với nhau luôn, như là chuyện về cấp 3 nè, rồi cuộc sống hàng ngày của tụi mình nữa. Buổi hẹn hôm đó dường như đã đưa tụi mình về với những năm tháng cấp 2. Ngày đầu tiên mình chính thức nhập học trở lại chính là ngày thứ 3, nhưng ngày này thì mình cũng không vlog gì nhiều hết trơn. Vì là ngày đầu đi học cho nên sẽ có rất là nhiều hoạt động khác nhau như là bầu ban cán sự nè, rồi phát đề cương này kia nữa. Cho nên vào ngày hôm nay thì tụi mình sẽ có một chiếc vlog unbox đồ ăn bu vào. Đi học trở lại thì cũng tương đương với việc là những chuỗi ngày chạy deadline bắt đầu, cho nên là mình đã mua một chút đồ ăn để có thể vừa ăn và chạy deadline nè. Chủ yếu đây sẽ là những món đồ ăn vặt khá là quen thuộc với tụi mình trong tuổi thơ đi học. Thường khi học bài thì mình sẽ có thói quen ăn hoặc là uống cái gì đó cho đỡ buồn miệng. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Thời khóa biểu của lớp mình thì tụi mình sẽ có hai tiết lý liên tục trong hai hôm, cho nên là hôm nay vừa học xong thì qua hôm sau tụi mình là phải chuẩn bị bài tiếp. Bài 1 trên tinh thần là cũng chưa khó lắm cho nên là mình cũng cố gắng thôi. Tomorrow for sure. Hello mọi người, mình là anti-fan của Minh Anh Andy. Hello mọi người, mình là phó club anti-fan của Minh Anh Andy nha. Tiết đầu tiên mà tụi mình sẽ học trong ngày hôm nay chính là tiết nghề. Lứa của mình cũng là lứa học sinh cuối cùng mà sẽ học môn nghề này luôn. Lớp mình thì sẽ học môn thủ công mỹ nghệ, tụi mình sẽ làm móc khóa, vòng tay hoặc là hoa giấy nè. Xong tiết 1 thì tụi mình sẽ có 1 giờ ra chơi khoảng 20 phút. Bình thường thì mình sẽ ăn đồ ăn trong canteen, nhưng mà hôm nay tiện ghé sang cửa hàng tiện lợi cho nên mình sẽ ăn một phần sushi. Ngoài các món cơ bản ra thì trường mình còn có bột chiên, há cảo hay là mì cay nữa. Ăn xong rồi thì tụi mình sẽ nhẹ nhàng tấp vào quầy nước. Hôm nay thì tụi mình sẽ uống trà sữa để chuẩn bị một tinh thần tỉnh táo và chiến tiếp cho 4 tiết tiếp theo. Và... Vào tiết văn thì cô vừa dây tụi mình một dự án đi lấy điểm 15 phút. Lúc này thì tụi mình đang quay vòng quay để chọn bài nè. Sau tiết 3 thì tụi mình sẽ có 1 giờ ra chơi nho nhỏ kéo dài khoảng 10 phút. Lúc này thì lớp mình có xúm vào để nói chuyện và xem tarot rất là vui luôn. Và cuối cùng giây phút mọi người mong đợi nhất cũng đã đến, giờ ăn trưa. Mỗi tuần tụi mình chỉ được ăn món nướng một lần thôi và hôm nay tụi mình sẽ được ăn bánh canh. Sau khi lấy tô ở vị trí ngồi xong thì tụi mình sẽ di chuyển ra sân để múc nước lèo. Nhìn chung thì các món nước của trường mình cũng có thể đánh giá là mức độ khá. Hôm nay thì trời hơi mưa lất phất một chút và tụi mình sẽ xếp hàng trước khi vào lớp. Đầu giờ chiều thì cũng khá nhẹ nhàng với môn công nghệ thôi. Uống đề cương thứ 80 trong ngày. Thời điểm này thì mình sẽ nhận khá là nhiều đề cương, cho nên là để tránh mất mát thì tụi mình sẽ ghi tên vào trước. The next day. Mọi người có nhớ cái dự án văn hôm qua mà tụi mình vừa nhận không? Thì hôm nay tụi mình sẽ thảo luận cho dự án đó. Giữa các thể loại thì nhóm mình đã bóc trúng chủ đề thần thoại, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ lên kịch bản để viết, sau đó sẽ vẽ truyện tranh. Nhóm làm việc sẽ được chia theo từng tổ, cho nên lúc này lớp mình vô cùng sớm luôn. Sau khi đã thống nhất xong thì tụi mình sẽ đưa bài lên cho cô sửa và góp ý. Khi cô đã duyệt rồi thì tụi mình sẽ làm đến bước tiếp theo.
Theo thầy khóa biểu thì hôm nay tụi mình chỉ phải học buổi sáng thôi, nên là sau khi kết thúc giờ học thì mình có qua GS25 để ăn trưa. Bình thường vào những hôm chỉ học một buổi thì mình sẽ ra về vào buổi trưa, tuy nhiên chiều nay thì mình còn lịch tập văn nghệ cho nên mình sẽ ở lại. Giờ trưa thì còn những bạn ở trường khác không mua đồ nữa, cho nên là GS25 cực kỳ đông luôn. Sắp đến trung thu cho nên là hôm nay cô chủ nhiệm đã mua cho tụi mình rất là nhiều lồng đèn luôn. Khi những chiếc đèn điện được tắt đi và mọi người đều đã thắp sáng chiếc lồng đèn của mình thì khung cảnh lớp học trở nên vô cùng ấm áp. Chiếc lồng đèn tuy đơn giản như vậy thôi nhưng mà cũng đủ khiến cho tụi mình cảm thấy hạnh phúc. Bóng trăng trắng nhà, có cây đa to, có thằng cuối già, ôm một nỗi mưa lặng yên ta nói cuội nghe. Ở cung trăng mãi làm chi? Hôm nay là chiều cuối tuần cho nên là mọi thứ cũng rất là nhẹ nhàng với tụi mình. Tiết 1, tiết 2 và đầu giờ chiều sẽ là giờ học tin học và hai tiết cuối cùng sẽ dành cho môn thể dục. Và tiết học cuối cùng trong tuần này của tụi mình đã kết thúc bằng một buổi chiều nắng đẹp. Thứ bảy này thì mới đúng là ngày trung thu và hôm nay thì mình sẽ lên trường cùng cô lạc bộ để diễn văn nghệ cho các em. Trung thu này thì trường mình tổ chức rất là nhiều hoạt động như là văn nghệ nè, làm lồng đèn và cả diễn kịch nữa. Được hòa chung vào không khí trung thu cùng mọi người thì vô cùng vui luôn. Chẳng ngừng trên trời nước ta.